thấy sao? Tức thiệt chứ. Nè anh đó nha, em giao nhiệm vụ là anh phải theo dõi thằng Nguyên đó, phải rình coi nó có đi theo cô giáo My hay không, nghe chưa? Còn em thì sao? Bây giờ em phải chạy qua bệnh viện theo dõi thằng Sĩ. Tối nay là cô Tâm Mỹ nó nghĩ nếu như mà hai đứa nó hẹn hò với nhau, thế nào hai đứa cũng hẹn nhau đi ra ngoài cho coi. Ừ. Làm hết hồn mà. Còn làm gì trong đó vậy? Ủa ba mẹ đang nói gì vậy? Chuyện của người lớn, con nít không đừng nhiều chuyện. Đi lại lọc đi ngủ, mà lên. Con muốn nghe không chịu đâu. Ê, con đi nha ba mẹ. Chắc là tối nay con sẽ về trễ á. Con đi đi. Dạ dạ. Ừ. Gì á gì? Mẹ gì á? Gì á? Mẹ gì á? Đi ngủ đi, nhiều chuyện quá. Gì á? Alo. Thằng Nguyên nó họp nhóm xong rồi, bây giờ đang vô tiệm net chơi game, anh đang theo dõi đó nè. Ê, thôi nha, thằng Nguyên đi ra rồi, để theo dõi đó, vậy thôi nha. Quyết định như vậy đi. Nguyên cẩn thận. Trời ơi, thằng này mày chạy đâu mày? Nguyên. Ủa, không phải Nguyên hả? Nè, đi bộ mà tao đi trên lề, đi dưới đây xe đụng bây giờ đó. Đi cẩn thận nghe chưa? Làm hết thôi. Chết thằng Nguyên. Mới để mất tiêu rồi ta. Thằng này lẹ thiệt. Cháu của Nguyên rồi hả? Trời ơi, rồi bây giờ sao? Nhưng mà vô tình anh gặp cô giáo My, bây giờ anh đang theo dõi nè. Vậy hả? Nghe em dặn nha, hết sức cẩn thận, coi chừng con nhỏ My nó phát hiện đó. Ừ, anh biết rồi. Chỗ em sao rồi? Em hả? Thì bây giờ đang rình nó nè. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở công viên. Ủa vậy hả? Anh cũng đang ở công viên nè. Hả? Thì hả? Ừ. Chết rồi, điện thoại sắp hết pin rồi. Trời ơi, đi theo dõi người ta mà không chịu sạc điện thoại đầy pin. Quên. Rồi xong luôn, tắt luôn rồi. Ủa, anh tắt máy rồi hả? Alo. Ừ, điện thoại tắt máy rồi nè. Ủa, tắt máy rồi mà sao em vẫn còn nghe nè? Rồi á, sao lại vậy ta? Em nghe rõ lắm hả? Anh cũng nghe rõ lắm nè. Alo. 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 Ủa bà xã. Ủa, sao? Trời ơi, sao ở đây? Thằng Sĩ thằng kia kìa. Đi theo. Dướng rồi. Quá. Đi đường này đi, đi đường này rắc quần á. đây ngồi có một mình vậy? Hẹn với ai ta? Hồi nãy là anh nói là anh đi rình của cháu My mà. Có cháu My đâu? Hả? Ủa, cô cháu My đâu rồi ta? Thôi kể đi, ngồi im rình của thằng Sĩ nó đang hẹn với ai? Nè, sao tự nhiên hẹn nó ra công viên vậy? Ngồi nhớ anh chịu không nổi hả? Biết được, anh nhìn mới biết chứ. Rồi tôi xong việc rồi, giờ tôi về công ty liền nè. Rồi vậy thôi nha. Cậu ba với cô cháu My, trời ơi, hai người này quen nhau hả ta? Cái gì? Thôi, đừng có đi xuống chung. Sao vậy? Em xuống trước, anh xuống sau. Diễm My bắt quả tay rồi, bắt quả tay rồi nha, hai người ha. Anh để hai người hết chối rồi nha, người thông báo cho cả nhà để đi mà anh để. Anh để, anh để. Chú ơi, cô ơi, cô mọi người ơi, chuẩn bị xong rồi ơi. Anh để, anh để cái gì vậy? Anh để. Chú ơi. Anh để. Anh để. Anh ơi. Anh để. Anh. Hồi nãy anh té cầu thang. Anh có nhớ gì không? Té hả? Ừ. Ủa, cô giáo My sao giờ này cô còn ở đây, còn mặc đồ ngủ nữa? Nó bị cái gì vậy chứ Sĩ? Anh chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, giống như làm chi lần trước á. Cái gì? Anh nhớ ra hết rồi. Cậu ba đang hẹn hò với cô giáo My. Ừ, nhớ hết rồi. Lại bị phỏng vấn rớt đúng không? Phỏng vấn rớt thôi mà. Phỏng vấn rớt là chuyện bình thường. Gì vậy? Nè, anh mua giày cho em để đi chứ không phải đá đâu nha. Anh có biết ý nghĩa của việc tặng giày cho người yêu là gì không? Em nói gì vậy? Nhưng mà anh không biết tặng giày cho người yêu á là tiễn người ta đi mất hả? Vậy là em đi khỏi đời anh đó hả? Thì tại đôi giày dắt em đi mà. Mình đừng gặp nhau nữa nha. Em nói gì vậy? Em nói là mình chia tay đi anh. Lại bày trò nửa lòng anh nữa đúng không? Em nói thiệt, em muốn chia tay. Tại sao? Tại vì em chán. Chán anh? Em chán anh. Em chán yêu anh. Em chán hết tất cả, cho nên em cũng là một người rất là thích thay đổi nữa. Là vậy á. Cứ quyết định vậy đi. Từ đây về sau mình đừng gặp nhau nữa. Không còn gì để nói nữa đâu. Em tính chia tay với anh lâu lắm rồi, mà hôm nay mới có dịp. Đôi giày này em trả lại cho anh bây giờ, thì em đi chân không về thì kỳ đúng không? Cho nên em xin giữ làm kỷ niệm luôn nha. Tại sao lại như vậy? Anh hỏi tại sao lại như vậy? Cứ quyết định vậy đi anh. Rốt cuộc là sao ta? Có nghĩa là cậu ba với cô giáo My lén lút hẹn hò với nhau. Rồi bây giờ cậu ba bị cô giáo My đá một cái thiệt mạnh. Chà, cú này đau thiệt rồi nha. Alo, anh nghe nè, có chuyện gì không em? Anh hả? Sao rồi? Anh đi điều tra chuyện của thằng Sĩ với cô giáo sao rồi? Trời ơi, em kêu anh đi điều tra tới đâu rồi? Sao? Hai đứa nó quen nhau khi nào? Rồi lý do gì mà chia tay? Em nó kêu là anh đi điều tra thiệt kỹ rồi mà. Bây giờ còn ồ với à với em nữa hả? Điều tra mau lên. Biết rồi thì giờ anh điều tra nè. Làm như rảnh đông bằng. Chị ơi, em xin lỗi chị. Chuyện hôm qua em hứa em sẽ rút kinh nghiệm, không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa đâu chị. Chị ơi, lần sau em sẽ cố gắng làm tốt hơn. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The person you have called is not available at the moment. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không. My hả? Alo, cậu ba hả? Rảnh không? Anh Ngọc nè, anh nói chuyện chút nha. Chuyện là vậy. Thật ra cái chuyện mà cậu ba với cô giáo Diễm My quen nhau á thì anh biết hết trơn rồi, nhưng mà giờ anh muốn biết nó rõ hơn á là hai người quen nhau ở đâu nè, rồi tại sao quen nhau, rồi giờ sao chia tay đó cụ thể. Alo thiệt tình. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The person you have called is not available at the moment. Sĩ, sao còn ngồi đây nữa? Chuẩn bị vô cá rồi kìa. Nè, sao rồi? Anh điều tra tới đâu rồi? Chưa được gì hết. Còn bộ vụ án này chân chuyên lắm. Anh gọi điện hỏi cậu ba mà nó kín miệng, nó không chịu nói gì luôn. Đây, cái gì? Anh mới nói em là anh điện thoại cho thằng Sĩ hỏi hả? Thì nó là người trong cuộc, có rành chuyện đó nhất thì hỏi nó chứ hỏi ai. Trời ơi là trời. Vậy tôi cũng đi nhờ nữa. Nếu như mà gọi điện thoại cho thằng Sĩ thì em gọi cũng được vậy. Mong mới vậy em phải kêu anh. Anh thiệt tình à. Vậy chứ giờ làm sao ai biết làm sao. Hello, chào mọi người. Chào anh. Này có mặt ở nhà đông đủ ha. Dạ. Ủa, anh bị bắt tao hại đuổi nữa rồi hả? Đâu có, cuộc sống của anh giờ này ổn lắm. Anh có mua gà cho mấy đứa này. Dạ, cảm ơn anh. Mẹ dữ. Ngon mấy đứa. Dạ ngon. Cảm ơn anh. Ngon, ăn thêm đi nha. Cảm ơn anh nhiều. Sao anh không ăn chung với tụi em luôn cho vui? Ôi, anh ăn rồi, anh no rồi. Nhường cho mấy đứa ăn thoải mái tự nhiên nha. mấy đứa ở chung nhà với Diễm My chắc là thân nhau lắm ha? Dạ. Tụi em ở chung với nhau lâu lắm rồi, như là anh em ruột trong nhà. Vậy chắc là hiểu nhau lắm rồi ha? Dạ, đúng rồi. Mấy đứa cho anh hỏi một cái, mấy đứa có biết lý do tại sao mà Diễm My với lại Tiến Sĩ nhà anh chia tay không? Dạ ngon ghê. Vậy là anh mua đồ ăn tới chỉ để mua thông tin tụi em thôi hả? Đâu có đâu. Tại vì anh thò mò thắc mắc cho nên anh hỏi vậy thôi à, chứ không có gì đó. Tụi em đâu biết gì đâu. Thôi đi lên đi, tụi em ăn xong rồi. Ủa gì kỳ vậy, còn nhiều lắm mà. Mấy đứa cứ ăn tự nhiên thoải mái đi. Anh tính sử dụng mấy cái miếng gà này á để cho tụi nãy bán đứng bạn cái gì. Nằm mơ ban ngày hả anh? Trời ơi cái gì vậy, anh đâu có như vậy đâu. Mà gì kỳ vậy rồi. Thôi anh đừng có làm vậy nha, không có tốt đâu. Thiệt luôn á. Sao em về trễ quá vậy? Em cũng kỳ quá ha. Nói chia tay mà không cho người ta thời gian chuẩn bị tâm lý gì hết. Điện thoại cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Diễm My của anh ngày xưa đâu phải vậy. Anh chờ em nãy giờ đó. Sao vậy? Không muốn nhìn thấy mặt anh nữa hả? Được rồi. Vậy đứng phía sau có được không? Đứng phía sau chắc chứ được hả? Sao vậy? Không mắc cười hả? Anh thấy mắc cười mà. Em vô nhà trước. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.